Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa tháng lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ học bài giới thiệu bản nhân trang 74. Rồi, chúng ta nói sơ sơ về cái bản nhân nữa. Cái bản nhân đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bên này cũng tương tự lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì bây giờ chẳng hạn như là con 30 này là ba con nào nhân với nhau? À, chúng ta giống lên đây là con 6 và nhân cho con 5. Được không? Rồi ví dụ như ta lấy con 42 này thì con nào nhân nhau đây? Con 7 và nhân con 6. Được không? Ví dụ như con số 4 như này là con nào nhân nhau đây? 2 nhân 2. Ví dụ như con 32 này là bằng con gì? Con 8. Ta nhân cho con 4. Được không? Đó. Kỹ vậy. Nó qua bài số 1. 5 nhân 6 là 30. 6 nhân 7 là bằng 42. 7 nhân 4 là bằng 28. Cảm 8 nhân 9 là bằng 72. 2. Bài số 2. Thừa số. Thừa số tích. Đây là cái thừa số có dãy trên. Đây thừa số là dãy giữa và tích là cái dãy cuối cùng. Muốn tìm tích thì chúng ta lấy hai thừa số nhân nhau. 2 nhân 4 là bằng 8. Muốn tìm thừa số này ta lấy tích. Ta chia thừa số kia. 8 chia 4 được 2. Muốn tìm thừa số này ta lấy tích ta chia thừa số kia là được 4. 8 nhân 7 là 56 là bằng tích. Muốn tìm thừa số này ta lấy 56 ta chia cho thừa số kia là bằng 8. Và tương tự mấy cái kia là bằng 7. 90 là 90. 10. Này 10 bằng 9. Bài số 3. Trong hội khỏe phù đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng. Số huy chương bạc giành được là gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó giành được tất cả bao nhiêu huy chương? Thì trong này thì cái đội hội khỏe phù đổng này thì được 8 huy chương vàng, được không? Như vậy 8 có huy chương vàng. Và số huy chương bạc thì gấp 3 lần số huy chương vàng thì ta lấy 8 x 3 hay 4. Được. Rồi chúng ta cộng lại. Giải. Rồi chúng ta sẽ tính cái số huy chương. Huy chương bạc là số huy chương bạc có là 5. Số huy chương bỏ số huy chương đội tuyển đó giành được tất cả là, hoặc chúng ta nói tóm tắt lại thì số huy chương có tất cả là, số huy chương có tất cả là 8 huy chương vàng cộng với lại 24 bạc bằng 8, 4, 12 với 2 x 1, 32 cái. À.
áp chốt. Ba mươi hai cái huy chương. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.